Hi, xin chào anh em trở lại kênh YouTube của Từ Siêu. Hôm nay mình thấy chiếc tàu cái này lên nụ nha. Sửa chữa cái gì nè. Rồi mời anh em xem nha. Chiếc này năm mấy bề ngang nha anh em. Sàn khô 4 chân, xài lô bả, cabin 2 tầng, mạnh cường. Ở đây mình thấy là có làm cái con lươn nước mới nha anh em, dài nè. Cái con lươn nước cũ á là nó ngắn ủng à, nó phần trên đó đó ha. Bây giờ chủ ghe họ muốn ghe nó vững hơn, cho nên là bên thợ họ sẽ làm một con lươn nước dài trước ra sau luôn, hai bên nha anh em, bên kia nữa, bên đây nữa. Lươn nước này dày 8 phân ha. Này cái con lươn nước cũ của nó nè, đây là nằm đây nè, hai con lươn nước. Rồi bây giờ ra sau lái mình coi nữa. Mình thấy cái phần lã ký đó anh em là có cặp sắt nha, chóc keo hết trơn rồi nè. Không mấy cái này thì không có sao, mình sẽ lắp keo lại, không có gì hết, tốn vài triệu tiền keo. Cái quả tiễn này nha, quả tiễn này thay bạc cao su rồi nha anh em. Hai bạc cao su rồi. Cái phần cánh bòm thì hơi bị chóc keo, cho nên là mình cũng không sao, lắp keo lại, không có gì hết. Sau lái nha, lái đôi vừa luôn nha anh em, 5 mét mấy vậy nha. Chân dịch thì đem đi ép lại rồi ha. Cái lắp này 127 ly nha. Cái lắp chân dịch 127 ly. Không có xài vò gà, xài hai cái cánh bơm ở trên và ở dưới. Chổi nữa ha. Chổi đầu quà tiễn. Là cái cây. Cái bánh lái của nó thì ở đây. Đây nó bánh lái nha. Bánh lái sắt lắp keo nha. Cái lắp bánh lái 80 ly. Cái lắp bánh lái 80 ly nha anh em. Vừa. Cái chiếc này có hai con sò mới nha anh em. Sòi nóc ha. Hai mới rồi nè. Con 7-800 ha. Bên đây có hai con sò nè, mới thay luôn nha. Bên kia con. Chiếc này tàu đực nha anh em, đang lên nụ ha. Rồi sửa chữa cái mũi lô. Bề ngang chiếc này thì nó cỡ 4m4 nha, 4m4 trở lại. Ghe tên Kim Loan. Bề dài của nó thì khoảng 16-17m nha. Bây giờ mình ra làm sao mình coi nữa, chân dịch coi làm sao ha. Cái chiếc này có làm là cái con lươn nước thêm nè, có chấp thêm lươn nước nè cho dài ha, giúp vững ghe. Ở phía sau thì mình thấy là chạy chân dịch bằng nhôm. Ba cây chổi hoa tiễn. Đời này đời cũ ha, cho nên là cái đầu hoa tiễn thì nó hơi ngắn. Bánh lái sắt lắp keo. Cái lắp bánh lái thì 76 ly. Cắt keo ra nữa. Chiếc mũi em nói nha, chiếc này hư mũi lô, hư yếm.
Chiếc này chắc trên 40 triệu nha anh em, tiền công rồi tiền cây, người tiền keo, bù lon con tán, tiền kéo đẩy trên nụ nữa, thấy không? Sáng giờ mà ảnh mới phá ra được nhiêu đó. Chắc chiều nay mới xong ha. Chiều nay mới phá ra hết được. Thôi. Chua, gỡ ra không chua. Tiếp nữa. Lô này chắc chiều nay mới gỡ ra hết nha anh em. Cái yếm luôn. Bộn tiền. Hết luôn rồi đó, hết luôn rồi đó. Rồi, xong. Còn cái yếm nữa. Cái lưng đụng đó thấy không? Thấy rồi. Chua ha. Cũng may là bữa nay ôi ôi không có mưa với không có nắng cho lắm nữa, mát mẻ. Bữa nay trời tốt. Cái mũi lô này anh thầu bên lãnh cái mũi lô là cho hay là cây palat nha anh em. Chiếc này mình làm cỡ 1 tuần hả anh? Chắc không tới quá. Tận là mưa gió. Mưa gió là nó dự trù đó. Tránh mưa gió rồi chứ nếu không mưa gió là mau lắm. Cái này thay yếm, thay mũi lô rồi đắp thêm dài miếng be ở trước nữa. Đúng rồi. Cái này tiền công bên thợ là 10 mấy triệu nha anh em. Hôm nay là mình thấy cặp ghe này đang lên nụ, mà mình thấy cái đặc biệt là cái chiếc này á, bên anh thầu thợ mộc á, anh cho hay á là ghe Campuchia, còn ghe này ở đây á, chiếc đực á là ghe Kiên Giang. Chiếc này tàu cái nha anh em, để mình lại gần mình coi cho anh em coi nè. Đang đập xi măng ra, đập xi măng ra mà cây nó còn vậy là quá tốt luôn đó. Anh em nhìn cái mũi lô của nó nè ha, nó cong cong ha. Đó. Nó không có giống như cái mũi lô của Kiên Giang mình. Ở trên thì lắp keo, ở dưới thì lắp xi măng, mà bữa nay là đập ga rồi. Đó. Anh thợ mộc thì đang đập xi măng ga, chiều nay kiếm tiền mua bia nhậu. Hôm qua bán rồi đó, 4 xị đó. Bán rồi ha. Bữa nay là 4 xị nữa đó. Hôm qua bán được 400 mà nha anh em. Hôm nay gắng cố gắng lùa hết luôn. Được 3 thùng bia không biết nữa. Cái lạ ký của nó nha. Kẹp sắt nha anh em. Tới lắm rồi. Lạ ký này chắc bỏ luôn nha. Làm cái mới là cái quả tiễn nè, đứt hết một khúc vào gà rồi, đứt hết một khúc vào gà rồi. Quá tới. Sau lái em nói nha, nhìn nè,
mẫu Campuchia nha anh em. Mới biết luôn á trời. Nó cũng lấy đôi đó. Mà cái phần ở đằng sau á ha, nó ốp vô quá, nó không có giống cái mẫu Kiên Giang của mình bên đây. Đó, tàu đực bên đó là tàu cái nha. Nè, tiên dịch của nó nè. Quá chém mà. Rồi. Tiên dịch thao. Chém gì quá chém rồi anh em ơi. Này nó cũng tới lắm rồi. Không biết có đổi dân dịch mới không nữa. Mới cậu lâu rồi qua đó. Mới cậu lâu. Cái láp này 90 ly. Bánh lái dưới đây, bánh lái sắt lắp keo ha. Cái láp bánh lái 76 ly. Rồi, chiếc này bộn tiền. Đón đón là cỡ trăm ngoài triệu nha, chiếc này. Lắp keo lại. À, sao lái chứ tàu đực nha. Rồi. Rút bạc cao su ra rồi. Hai bạc luôn. Có xài một cây chổi hòa tiễn. Là cái cây. Chân dịch nó cũng tới rồi, nó chém gì từ lưa hết trơn nè. Chân dịch thao ha. Bánh lái sắt lắp keo. Chân dịch mới luôn nha anh em. À. Hàng mới nha anh em. Lắp 127. Không biết thông số là bao nhiêu ha. Giờ này thì tới giờ cơm rồi anh em ơi. Giờ clip này đến đây kết thúc luôn nha. Hẹn em clip sau nha. Lâu lâu trở lại ụ thì có những cái mới mẻ thì mình quay ha. Hiện giờ có 4 chiếc. Rồi hẹn em clip sau. Bye bye nha. Nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều.